yêu Thiên Chúa thân quang hơn thời gian. Tình yêu Thiên Chúa muôn cao mây từng khôn xanh, tình chan chứa trung dương, tình hôn hút ngàn khơi, tình Chúa không hề nhạt phai, tình Chúa không hề đổi thay. Con xin dâng lời ngợi khen nhiễm tình tình yêu Chúa hiến thân nên thần nương tăng xưng thiên ân, thương con trên đường trần gian đầy nguy biến, đầy bánh linh thiêng Chúa trao. Khách mời của chúng ta hôm nay là tiến sĩ Hân Hồng David Anders. Thuộc ra bạn cũng không ngờ rằng có một ngày bạn lại ngồi ở đây trên cái ghế nóng này, phải không? Tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, nhưng tôi rất vui được đến với chương trình. Tôi và bạn có chung một nền tảng về thuyết của Calvin, nhưng tiếng lành trưởng lão của bạn bảo thủ hơn giáo phái của tôi. Nhưng chung chung chúng ta có chung một cái nhìn thường thường trong chương trình. Đầu tiên là tôi sẽ lùi bước để mời người khách của chúng ta kể về tiểu sử đức tin của họ. Cảm ơn. Tôi lớn lên ở đây, Birmingham, Alabama. Là như bạn đã nói, tôi đến từ giáo phái Tin Lành Trưởng Lão Bảo Thủ. Sau khi tôi tốt nghiệp ở chủng viện, tôi mới biết được rằng Tin Lành Trưởng Lão của tôi hiện nay ở trên nước Mỹ này khác rất nhiều so với Tin Lành Trưởng Lão của cha ông kháng cách ở thế kỷ thứ 16. Và nhánh của chúng tôi rất háo hức, luôn mong được nhìn thấy tín hữu tái sinh trong Chúa. Tôi cũng đã làm như thế, cũng cầu nguyện và mời Chúa Giêsu đến và sống trong tim của tôi. Và đó được xem là bước đầu của hành trình tâm linh. Mặc dù chúng tôi đều đã rửa tội lúc còn là trẻ sơ sinh, chúng tôi tin rằng chỉ trở thành người Kitô giáo sau khi mời Chúa Giêsu đến sống trong tim mình, mặc dù lúc đó là 5 tuổi, 10 tuổi hay 20 tuổi. Bạn đã được dạy về phong tục này từ lúc bạn còn bé à? Như thế, trong suốt khoảng thời gian đó, bạn có biết được rằng nhánh Tin Lành của bạn rẽ ngã thuyết Calvin và có khác biệt so với những nhánh Tin Lành khác không? Vào khoảng thời gian đó, tôi không nhận thấy điều đó. Tôi được dạy rằng Thánh Kinh nói phải là như thế, cha ông của giáo hội Tin Lành tin như thế, những người Kitô giáo tinh tuyền phải là như thế. Tôi lớn lên với phong tục đó, tôi đi trại hè Kinh Thánh, tôi đi học chủ nhật ở nhà thờ các trường của Tin Lành. Lúc tôi được 5 hay 6 tuổi, tôi cũng mời Chúa Giêsu ngự vào tim tôi. Lúc ở trung học, tôi lạc xa niềm tin của tôi một chút. Lúc vào đại học, tôi học ở trường công, và tôi nhận thấy rằng phải trở lại với nhà thờ, phải trở lại với đời sống cầu nguyện, đốt lại lửa mến Chúa Giêsu trong lòng. Bạn trở nên sốt sắng như thế, có phải là vì những nhóm Tin Lành truyền giáo ở học đường, phải không? Không, lúc đó tôi chỉ nhận ra rằng tôi tin Chúa Giêsu, tin Thánh Kinh. Tôi đã rời xa đời sống cầu nguyện, trôi nổi mất vài năm, và tôi phải nên trở lại với Chúa, hâm nóng lại mối quan hệ của tôi với Chúa đã luôn là một phần trong thời thơ ấu của tôi. Thế là tôi trở lại sống đời sống đức tin lúc ở đại học.
Tôi gặp một cô gái xinh xắn ở đại học và bây giờ đã trở thành vợ của tôi. Đó, cô ta bắt đầu đi nhà thờ với tôi. Trường đại học mà chúng tôi đi là trường công, và lúc đó cả hai chúng tôi đều nhận ra được rằng trường đại học này không tốt cho những người sống đức tin, và tốt hơn hết là hai chúng tôi hãy bắt đầu kiếm một trường khác và đổi trường. Và chúng tôi chọn và quyết định rằng trường Wheaton College, đó là một trường Tin Lành giáo phái chúng tôi ở Illinois. Ồ, tôi muốn nói thêm với khán giả, thì không phải ai cũng biết rằng đối với nhánh Tin Lành của bạn thì Wheaton chỉ là một từ trong gia đình, người ta gọi là Mecca. Nhưng đối với giáo phái của bạn thì đó là ý tôi muốn nói rằng trường đó có trình độ rất tiêu chuẩn. Đó cũng là lý do chính mà chúng tôi chọn trường đó. Và thế là chúng tôi chuyển đến trường đó. Lúc đó là năm thứ hai của tôi và tôi bắt đầu học thần học. Và đúng như bạn đã nói, những thầy giáo Tin Lành dạy ở trường đó thật là rất giỏi, đều có đức tin mạnh mẽ, đạo đức hánh thiện, rất yêu mến Chúa Giê-xu, rất thông minh, học thức uyên thâm, biết rõ phong tục Tin Lành, hiểu biết Thánh Kinh. Phần tôi bắt đầu học hỏi đức tin một cách chăm chỉ với họ. Nhưng buồn cười quá, đây lại là sự bắt đầu hành trình của tôi đến với Công giáo. Như bạn đã nói lúc đầu, đây là việc mà tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm, vì là một người Tin Lành. Tôi đã được dạy từ nhỏ rằng đạo Công giáo là đạo phản Chúa, chống Kitô, là nhà thờ của Satan. Trong trường hợp của bạn, và tôi mong rằng những người đã từng theo dõi chương trình Hành Trình Về Nhà này đã nhận thấy rằng không thể có câu trả lời đơn giản cho những điều mà các anh em Tin Lành trưởng lão đã tin. Đó là tất cả các quan điểm từ bảo thủ nhất cho đến phóng khoáng nhất. Trong giáo phái thì bạn thuộc vào loại rất bảo thủ của miền Nam, có nghĩa là không những bạn tin rằng Công giáo là sai lầm, mà bạn còn nghe những điều này từ bục giảng, phải không? Đúng thế, nhưng nói một cách thà thì nghe nhiều hơn từ những nhà truyền giáo, các thầy dạy. Nói chung, cả nền văn hóa Tin Lành là chống đối Công giáo. Tấn công Công giáo trên bục giảng của nhà thờ thì tôi không nhớ, thật sự thì cũng không cần phải như thế. Vì chúng tôi cũng thường có những người Công giáo chuyển sang Tin Lành. À, khi trở thành Tin Lành thì họ nói rằng bây giờ đã trở thành người Kitô giáo rồi, trước đây chỉ là Công giáo. Ám chỉ rằng Công giáo không phải là Kitô giáo. Trở thành người Công giáo là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Khi bắt đầu đào bới học hỏi về đức tin, tôi thật là rất thích thú khi học về thần học và Thánh Kinh. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lấy vợ. Tôi đi làm được một năm. Sau đó tôi và vợ cùng quyết định rằng tôi sẽ trở lại chủng viện và học tiếp. Tôi muốn cuộc sống của tôi gắn liền với thần học. Thành thật mà nói, ước mơ lớn nhất của tôi là để đấu với giáo hội Công giáo. Tôi xem đó là trách nhiệm của tôi. Một nhà thần học Tin Lành kháng cách cần phải chứng minh rằng kháng cách chúng tôi là đúng đắn, đáng chấp nhận, và giáo hội Công giáo là sai lầm. Đó là mục đích của tôi. Vào lúc đó, bạn có tin rằng nếu bạn làm một người Công giáo thành người Tin Lành hoặc Tin Lành kháng cách là bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời? Hẳn là như thế. Đối với tôi, đem một người Công giáo thành người Tin Lành hầu như là một việc làm tâm linh cao nhất. À, tôi vẫn còn nhớ, trong khi tôi đang ở trong trường chuẩn bị đề án tốt nghiệp, một người con gái Công giáo chung lớp với tôi. Khi tôi vừa biết cô ta là Công giáo, tôi lập trận ngay. Điều làm tôi lấy làm ân hận nhất là cô ta đã bị tôi thuyết phục. Bây giờ thì tôi vẫn cầu xin Chúa là cô ta đừng giữ những điều đó, đừng tin như thế. Đúng, chúng tôi rất muốn thuyết phục những người Công giáo. Trở lại câu chuyện của tôi, tôi vào chủng viện. Tôi học trường chủng viện Tin Lành Chúa Ba Ngôi. À, đây cũng là một trường rất nổi tiếng của Tin Lành. Nếu bạn đến từ giáo phái Tin Lành của tôi, thì có rất nhiều những nhà Tin Lành thần học, à, Thánh Kinh Thông Thái nổi tiếng mà tên tuổi của họ gắn liền với trường này. Tôi bắt đầu học tiếng Hy Lạp, học lời Chúa, học Thánh Kinh rất giỏi, đào sâu và học hỏi. Thế là đi đến giai đoạn phải biết đến lịch sử giáo hội, và tôi bắt đầu học lịch sử giáo hội. Kế hoạch của tôi khi đi học chủng viện không phải là để làm mục sư, nhưng là để dạy học lấy bằng tiến sĩ. Tôi muốn trở thành giáo sư chủng viện.
hoặc dạy đại học và tôi sẽ dạy về lịch sử giáo hội. Mục đích của tôi dạy lịch sử giáo hội là để chứng minh rằng kháng cách xảy ra là đúng đắn. Quyết tâm như thế, hoàn toàn chống đối công giáo. Cho tôi hỏi một câu hỏi nhé. Vì lúc xưa còn là người của phái kháng cách, tôi cũng đi chủng viện của phái kháng cách học về lịch sử giáo hội. Trường hầu như cho chúng tôi nhảy một phát từ các tông đồ cho đến thời của Martin Luther, bắt đầu học từ Martin Luther. Môn của bạn lịch sử, bạn có được học nhiều hơn tôi không? Có được học về các cha ông thời sơ khai hoặc thánh Augustine không? Cảm ơn bạn đã hỏi. Một đặc điểm chung của Tin Lành là chúng ta tin rằng giáo hội thời sơ khai là đúng đắn, rồi sau đó bị đi lạc. Không nói đến giai đoạn nào thì giáo hội sơ khai bị đi lạc. Chỉ được dạy rằng vào một giai đoạn nào đó, giáo hội sơ khai không còn tinh tuệ theo thánh kinh nữa. Vào thế kỷ 16 có Martin Luther phục hồi. Đó là câu chuyện lịch sử mà tôi được học. Khi bạn vào chủng viện bắt đầu học, bạn sẽ đặt câu hỏi: cha ông thời giáo hội sơ khai là ai? Câu trả lời duy nhất mà bạn nhận được là hầu như bạn chỉ được nghe nói đến thánh Augustine. Họ thích thánh Augustine, nói rằng thánh Augustine có những học thuyết anh dũng cao. Tin Lành chúng ta có nhiều điểm chung với thánh Augustine. Như thế khi học về cha ông thời giáo hội sơ khai, thật sự chúng tôi chỉ được học về một vài đề mục điểm chung gì đó, đặc biệt là điểm chung với thánh Augustine. Khi thánh Augustine chiến đấu với lạc đạo của người Pelagian về những vấn đề như là ơn Chúa, ơn cứu độ, các giáo sư đào sâu vào những vấn đề này, giải thích một cách nghiêng chiều về tư tưởng kháng cách. Giai đoạn đó thì tôi chỉ được học như thế về cha ông thời giáo hội sơ khai. Tôi nhớ rằng tôi dùng sách giảng của một giáo sư ở chủng viện Tin Lành Chúa Ba Ngôi. Tôi không nên đi vào vấn đề ở đây. Cuốn sách về lịch sử thần học. Nhưng ông ta lại lấy những đề mục từ bữa tiệc ly hoặc là ơn cứu độ và xem xét bữa tiệc ly hoặc ơn cứu độ một cách lịch sử. Bây giờ khi tôi nhìn lại thì tôi thấy đó chỉ là áp đặt ý nghĩa. Đúng thế, áp đặt ý nghĩa. Lấy ra từ thánh Augustine hoặc cha ông nào đó, cắt ngang một câu nào đó mà các vị đó nói, rồi làm cho nó thích hợp với tư tưởng Tin Lành. Đúng là như thế. Tôi học rất giỏi ở trường cao học và tôi rất tự tin về tương lai của tôi trong thần học. Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi chuyển sang trường đại học Iowa để lấy bằng tiến sĩ thần học. Đó là trường đại học có phân khoa tôn giáo rất nổi tiếng. Tôi bắt đầu chương trình để lấy bằng tiến sĩ về lịch sử thần học. Trường đó gọi là lịch sử của những tư tưởng tôn giáo. Thật ra là lịch sử thần học. Tôi lại chuyên ngành về kháng cách, đặc biệt là thuyết của John Calvin. Giáo phái trưởng lão của tôi thì John Calvin mới là chính. Chúng tôi vẫn đặt nặng Luther, nhưng John Calvin mới là người hiểu mọi sự đúng đắn. Đó là cái nhìn của chúng tôi. Tôi nghĩ để chuẩn bị thật tốt cho tương lai của tôi thì tôi phải lặn thật sâu vào sách vở của John Calvin. Song song, tôi vẫn tiếp tục học hỏi thánh kinh và thỉnh thoảng khi có cơ hội tôi lại đọc các sách vở của thánh Augustine. Tôi phải thông suốt thuyết của Luther. Sau đó tôi sẽ xem đến những nhà thần học công giáo thời Trung Cổ như là thánh Thomas Aquinas, Dun Scotus và những nhà thần học người Mỹ quan trọng đến Tin Lành như là Jonathan Edwards. Tôi chuẩn bị rận hận để trở thành một giáo sư thần học Tin Lành hoàn hảo nhất. Tôi học hỏi tất cả những nguồn nói rằng đã dẫn đến thần học Tin Lành. Trong quá trình đào sâu học hỏi này, tôi bị tỉnh thức. Tôi học tất cả những gì tôi phải học và điều đầu tiên làm cho tôi nhận ra hình như có điều gì không ổn. Đó là lúc tôi đào sâu vào sách vở của Thánh Augustine. Thánh Augustine là tiến sĩ của giáo hội công giáo. Thánh Augustine là một người mà Tin Lành nói rằng đây là một cha ông thời sơ khai có quan điểm giống Tin Lành chúng ta. À, tôi đọc hàng ngàn trang sách của Thánh Augustine. Và tôi làm những bài thi thử của Thánh Augustine. Tôi bị sốc hoàn toàn khi tôi phát hiện ra được rằng Augustine có quan điểm thần học công giáo. Khi tôi xem đến quan điểm của Thánh Augustine về ơn cứu chuộc và được nên công chính, tôi thấy rằng Thánh Augustine mang quan điểm công giáo. Tôi đem so quan điểm Thánh Augustine với quan điểm của công đồng Trent. Rõ là Thánh Augustine mang quan điểm công giáo. Tôi lại đem so Thánh Augustine đến quan điểm của Thánh Thomas Aquinas cũng là quan điểm công giáo. Tôi thấy rằng quan điểm mà Luther nói
về ơn cứu độ và được nên công chính. Cần tin là được cứu rỗi, không hề có trong thần học của Thánh Ô-tinh. Hơn nữa, những nhà kháng cách đã bác bỏ tư tưởng Thánh Ô-tinh. Không phải là bác bỏ Thánh Ô-tinh, chỉ là bác bỏ quan điểm. Tôi bị bối rối. Tôi nghĩ nếu Thánh Ô-tinh không cùng quan điểm với Tin Lành, chắc là cha ông nào đó trước thời Thánh Ô-tinh. Tôi muốn nói điều này. Tư tưởng đằng sau đức tin Tin Lành là giáo hội sơ khai thì đúng, rồi đến một giai đoạn nào đó trong lịch sử giáo hội bị rẽ ngã sang một lối sai. Nhiều người Tin Lành nói rằng đã bị sai từ thời Thánh Leo cả, nhưng Thánh Leo cả thì sau thời của Thánh Ô-tinh, phải không? Rồi lại nói rằng Thánh Ô-tinh thì tốt đấy, nhưng có nhiều gánh nặng trên vai. Bạn có nghĩ như thế không? Có xem xét trước thời Thánh Ô-tinh không? Tôi nhớ rõ ràng rằng ngày mà tôi biết Thánh Ô-tinh mang quan điểm công giáo, quan điểm Thánh Ô-tinh không hề giống Luther. Tôi ngay lập tức đi kiếm một người bạn giáo phái Luther. Bây giờ tôi biết làm sao đây? Tôi phải học trao nào? Người bạn không biết trả lời. Tôi bắt đầu xem xét đến thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 2. Và tôi thấy còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi càng tiến gần đến nguồn cội, càng thấy khác xa với Tin Lành. Học thuyết của giáo hội sơ khai thế kỷ thứ 2 càng khác biệt với Luther. Thế là tôi nói, chắc tôi phải xem xét lại các thư của Thánh Phaolô. Tôi quay lại với các bản viết Hy Lạp, quay lại với Thánh Kinh, phải xem xét kỹ lưỡng lời Chúa, để xem tôi có thể tìm thấy trong các thư của Thánh Phaolô chút gì cho Luther. Nghĩ tôi sẽ hỏi tất cả những người trước tôi, xin những người hiểu biết giúp tôi, đã xem xét lại những bản viết Hy Lạp. Tôi chỉ xem xét những nhà thần học Tin Lành mà thôi. Tôi thật là muốn chứng minh cho tôi, Luther đã rất đúng về Kinh Thánh. Thế là tôi đi kiếm những nhà thần học Thánh Kinh Tin Lành. Và tôi tình cờ đến với một phong trào gọi là phong trào cách nhìn mới về Thánh Phaolô. Đó là phong trào của Tin Lành tìm hiểu về Thánh Kinh, đang muốn giải thích các thư của Thánh Phaolô. Với cái nhìn rằng Thánh Phaolô là một người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất, họ đều là những nhà hiền sĩ Thánh Kinh bậc nhất, và họ là Tin Lành, và họ đều tin rằng Thánh Kinh là nguyên tắc duy nhất của đức tin. Phát hiện ra từ hiền sĩ bậc nhất Tin Lành của thế kỷ thứ 20 đã bác bỏ Luther. Họ không phải là người công giáo. Cái nhìn của họ về thư của Thánh Phaolô không hoàn toàn công giáo. Họ đã cho tôi hiểu rằng các thư của Thánh Phaolô không thể đọc theo kiểu của Luther. Luther đã hiểu lầm Thánh Phaolô. Như thế, từ quan điểm của các cha ông thời giáo hội sơ khai cho đến quan điểm của các nhà hiền sĩ Tin Lành đã làm cho tôi hiểu được rằng chỉ cần tin là được cứu rỗi là một sản phẩm vừa được bịa đặt ra vào thế kỷ thứ 16 bởi một đan sĩ bỏ đạo. Lúc đó, tôi vẫn chưa muốn trở thành người công giáo. Nhưng đức tin của tôi đã bị lung lay. Xin cho tôi hỏi một câu, lúc đó vợ của bạn như thế nào? Cô ấy đang lo cho các con của tôi. Chuyện của tôi kéo dài cả mấy năm. Rất lâu sau, vợ tôi mới biết được rằng tôi đang bị khúc mắc về thần học. Kế đến tôi nghĩ thôi, dẹp cái chuyện này sang một bên. Cái chuyện chỉ cần tin là được cứu rỗi. Để từ từ sẽ nghĩ lại sau. Nhưng thật sự với cái lỏng lẻo của học thuyết đó, đủ để giết chết sự nghiệp của bạn. Thật sự nó đủ để giết chết sự nghiệp của tôi. Tôi đã bỏ ra vài năm suy nghĩ làm sao để đem một sắc thái mới vào trong học thuyết này, thành một phiên bản mới, đưa vào thần học của tôi, để tôi có thể tiếp tục là một người Tin Lành trưởng lão, trở thành giáo sư ở trường đại học của Tin Lành trưởng lão. Tôi bắt đầu đọc về những sách vở của các nhà kháng cách, đặc biệt là Calvin và Luther. Rồi tôi lại một lần nữa bị tỉnh thức, đó là ngay cả những nhà kháng cách cũng không tin vào những học thuyết mà tôi đã được dạy từ bé đến giờ. Có nghĩa là những thần học Tin Lành của thế kỷ thứ 20 và 21 mà tôi được dạy thì khác với thần học Tin Lành của thế kỷ thứ 16, đặc biệt là cái học thuyết phải được tái sinh. Mời Chúa Giê-xu ngự vào tim thì mới được tái sinh, mới trở thành người Kitô giáo. Cái điều này hoàn toàn không hề có trong học thuyết của Calvin và Luther. Cả Luther và Calvin tin rằng rửa tội là trở thành người Kitô giáo. Cả hai hiểu về rửa tội có phần đúng theo công giáo, có phần sai. Nhưng cả hai đều đồng ý rằng sống Kitô giáo bắt đầu sau khi rửa tội. Đọc hết sách vở của Calvin,
Chẳng thể tìm thấy một chỗ nào nói rằng phải qua kinh nghiệm tái sinh, đời sống Kitô giáo mới bắt đầu. Vì họ tin rằng rửa tội là được tái sinh và trở thành người Kitô giáo. Tôi bắt đầu nhìn đến học thuyết chỉ duy kinh thánh tối thượng. Thì tôi nghĩ bây giờ là lúc đọc thánh kinh để xem những học thuyết mà tôi đã được dạy có đúng hay không. Cũng giống như tôi đã kiểm tra về học thuyết chỉ cần tin là được cứu rỗi. Tôi lại thấy rằng ở thế kỷ thứ 16 cũng không có cái chuyện duy kinh thánh tối thượng. Thật sự là Calvin tự cho mình có thẩm quyền tối cao để diễn giải thánh kinh, và những người tín hữu trong nhà thờ của ông ta chống đối việc đó, chống đối thẩm quyền diễn giải thánh kinh của Calvin, vì họ diễn giải khác nhau. Và có một trận đấu nổi tiếng trong đời của Calvin với một tín hữu tên là Bossuet về việc tiền định, tranh luận tiền định. Nhưng đối với tôi, điều thú vị nhất là thật sự cuộc tranh luận đó không phải về tiền định, nhưng về việc ai là người có thẩm quyền diễn giải thánh kinh. Bossuet khó chịu với những lời đáp của Calvin, vì Calvin nói rằng một người tín hữu thường sao dám chống đối thẩm quyền diễn giải thánh kinh của Calvin. Làm tôi thấy rằng thế kỷ thứ 20-21 hiểu khác với những nhà kháng cách thế kỷ thứ 16 về việc thẩm quyền và duy kinh thánh. Theo như tôi hiểu thì như thế này, vì tôi trước đây cũng là tin lành trưởng lão. Thứ nhất là vấn đề tái sinh, quan điểm về tiền định và không biết ai là người đã được chọn. Trong tin lành trưởng lão, người ta hiểu khác nhau, đưa đến tiền định đối đàng cho một số người nào đó. Hoàn toàn khác với tái sinh. Tái sinh là chúng ta chỉ đón nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là đấng cứu độ. Còn trong khi với quan điểm của Calvin, vì có người nhìn quan điểm của Calvin khác đi, làm cho người ta suốt cả đời không biết là mình có được chọn hay không. Cái nhìn khác nhau dẫn đến như thế. Còn một vấn đề nữa như bạn vừa mới nhắc đến. Về vấn đề hồi nãy bạn nói đến, vấn đề thứ hai là gì thế? Về chuyện diễn giải thánh kinh. Đúng rồi. Một tổ chức hai thể chế. Khi bạn đọc về Calvin thì thấy Calvin rất mạnh mẽ, hầu như là kiêu căng. Có lúc nói rằng phải hiểu đoạn thánh kinh này như thế đấy, như là tôi đã diễn giải đấy, rồi viết ra cách mình diễn giải. Một số điều của Calvin không được nghe thấy ở tin lành trưởng lão ngày nay. Nhưng khi tôi đào bới vào tài liệu nguồn thì tôi thấy rằng Calvin tự nhận mình là một tiên tri, rằng Chúa đã phán với ông ta. Calvin tin chắc về chuyện sức dầu tấn phong, nhưng ngoại trừ trường hợp của ông ta, vì ông tin rằng Chúa đã chọn ông cách đặc biệt để làm việc này. Ông đã được nuôi dưỡng để trở thành một tông đồ. Ông thật đã nói như thế. Còn một vấn đề nữa thật là chịu không nổi. Tôi phát hiện ra khi so sánh những gì tôi được dạy bây giờ với lời của các nhà kháng cách về chuyện hội thánh, không phải là về chuyện thẩm quyền, nhưng về chuyện các phép bí tích, thánh thể Chúa. Những điều đó có phải là quan trọng của đức tin Kitô không? Tôi được dạy rằng những ai đã được tái sinh và tin chuyện chỉ cần tin là được cứu rỗi, và tin rằng thánh kinh thẩm quyền tối cao được ban cho mọi người thì đã đủ rồi. Còn nếu bị lủng củng về chuyện rửa tội hoặc về bữa tiệc ly hoặc nhà thờ quản lý thì cũng chẳng sao, vì những chuyện này không quan trọng. Giáo phái chúng tôi rất tự hào đã không có bức tường ngăn cản giữa chúng tôi và Hội Thánh Giám Lý hoặc Hội Thánh Báp Tít. Khi tôi xem lại tư tưởng của những nhà kháng cách thế kỷ 16 thì thấy rằng họ không tin như thế. Calvin vào năm 1540 đã nói trong hiệp ước rằng hiểu về thánh thể một cách đúng đắn là việc rất cần thiết để được cứu rỗi. Về vấn đề thánh thể này, Luther muốn gây chiến với các nhà thần học kháng cách về vấn đề thánh thể, vì Zwingli và một số các nhà thần học kháng cách khác để hiểu sai lầm về thánh thể. Zwingli tin rằng giáo phái kháng cách và những người theo thuyết Calvin còn tệ hại hơn Công giáo. Như thế đối với Calvin và Luther thì đây là những vấn đề sống chết. Một lần nữa tôi bị tỉnh thức. Những vấn đề này có phải tối quan trọng không? Sao tôi được dạy rằng những điều này không quan trọng? Tin thế nào cũng không sao. Nhưng cha ông kháng cách của chúng ta lại nói rằng thánh thể, rửa tội, thẩm quyền của hội thánh là những vấn đề có phải bỏ mạng cũng đáng. Bây giờ tôi có nên nghiên cứu lại những vấn đề này không? Ở giai đoạn này thì tôi rất lo lắng rồi. Tôi lo lắng vô cùng. Còn một mảnh nữa của vấn đề.
Trong thời gian nghiên cứu, tôi học rất nhiều về lịch sử, linh đạo và tôn kính các thánh. Thế là tôi lại quay lại đào bới với xã hội sơ khai, lại phát hiện một sự kiện khác làm tôi rất bị bối rối. Đó là chuyện tôn kính các thánh và những di vật của các thánh là chuyện rất thịnh hành của xã hội sơ khai. Nhưng tôi lại được dạy rằng tôn kính các thánh và di vật các thánh là những chuyện vừa mới bịa đặt ra vào thời Trung Cổ. Giáo hội thời Trung Cổ đã làm mê mó đức tin, đã đem vào việc tôn kính các thánh và các di vật của các thánh. Chẳng nơi nào trong Thánh Kinh làm như thế, và giáo hội sơ khai cũng chẳng có làm như thế. Khi tôi học tôn kính di vật của các thánh và đọc Peter Brown, người chuyên về lịch sử đồ cổ, tôi đâm hoảng khi tôi đọc đến đoạn mà ông ta nói rằng chúng ta có thể theo dõi sự phát triển của Kitô giáo trong thời sơ khai bằng cách theo dõi sự phát triển tôn kính di vật của các thánh. Hai vấn đề đó gắn liền với nhau không thể tách rời. Thế là tôi đào bới thêm vào và tôi phát hiện ra đó là sự thật. Bất cứ sách vở nào, thánh Ô-tin hay thánh Jerome, bất cứ thánh nào thời sơ khai, thì tôn kính các thánh, tôn kính di vật của các thánh và đời sống giáo hội luôn gắn liền với nhau. Một người tin lành thì tôi xem cái việc tôn kính người chết và di vật người chết là điều ghê tởm, và tôi phát hiện ra rằng tôi không phải là người duy nhất. Có người ở trong thời sơ khai cũng bị bồn nôn về việc tôn kính di vật người chết. Đó là những người thờ tà thần. Thế mà chúng tôi lại được dạy rằng tôn kính các thánh và di vật các thánh là những trò mà giáo hội thời Trung Cổ đã bắt chước của đám thờ tà thần. Tôi phát hiện ra Julian là người cầm đầu của phái thờ tà thần, lại nhấn mạnh trong thuyết tà thần của mình rằng điều mà làm cho ông thật sự ghê tởm người Kitô giáo, vì những người Kitô giáo giữ xương của những người chết. Vì phái thờ tà thần, người ta tách biệt người sống ra khỏi nghĩa địa và người chết, thành phố và người sống thì được các tà thần của họ bảo vệ. Và các thần của họ thì ghê tởm xác chết, xương người chết, đem xương người chết vào nơi thờ cúng là làm nhục các thần thánh của họ. Thế là tôi phải tìm hiểu xem có lý do gì để phải trân quý xác chết không? Lý lẽ nào mà trân quý xác chết và di vật của người chết? Và để tìm hiểu vấn đề này, tôi nghĩ tôi phải nên cởi mở một chút, xem có lý do sâu sắc nào theo Thánh Kinh hoặc là lý do gì đó để tôn kính như là tôn kính Chúa Giêsu vậy. Và tôi nghĩ đến Thánh Kinh và truyền thống dạy chúng ta rằng giáo hội là mầu nhiệm thân thể Chúa Giêsu. Và theo như thế, thì chính xác ra khi tôi động chạm một người Kitô giáo là tôi động đến Chúa Giêsu. Và giống như những người bệnh, chỉ cần động đến Chúa Giêsu là được khỏi. Khi tôi động đến những chi thể Chúa Giêsu là tôi động đến Chúa Giêsu. Và tôi phát hiện ra có nền tảng Thánh Kinh cho điều này. Đầu tiên hết là ở Cựu Ước, ở cuốn thứ hai các vua, xác của một người chết khi bị rớt trúng vào xác của tên tri Elisa. Người chết đó được sống lại. Như thế Thánh Kinh đã dẫn chứng rằng di vật của người chết có quyền năng. Và ở trong Tân Ước cũng có đoạn nói về Thánh Phêrô. Khăn tay động đến Thánh Phêrô có thể chữa bệnh và làm cho người chết sống lại. Và tôi cũng tìm thấy trong sách vở của Thánh Ô-tin như thế. Trong cuốn Tử Thú, di vật của một vị thánh của địa phương ở Milan và người mù đến đụng vào hòm của thánh đó được nhìn thấy. Nhưng tôi nghĩ học thuyết về mầu nhiệm thân thể Chúa Giêsu, tôi nhận ra rằng người Công giáo tôn kính di vật các thánh không có nghĩa rằng họ lơ là Chúa Giêsu. Người tin lành nói rằng là chúng ta chỉ tin thờ Chúa Giêsu thôi, mà người Công giáo thì lại đem đủ thứ vào. Không, người Công giáo thấy Chúa Giêsu trong mọi thứ, nhất là trong mầu nhiệm thân thể của Chúa. Thế là bỗng dưng một việc trước đây làm cho tôi ghê tởm, bây giờ tôi lại thấy là một việc đẹp đẽ. Và tôi cũng nhận ra quan điểm của người tin lành về người chết là người chết thắng người sống. Người chết dựng lên một bức màn, một cái tường, một rào cản giữa giáo hội trên thế gian và giáo hội trên thiên đàng. Giáo hội trên thiên đàng quay lưng với chúng ta,
không quan tâm đến chúng ta, chẳng biết gì về chúng ta, hẳn là chẳng cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng quan điểm của xã hội Công giáo thì khác. Một trong những lý do chúng ta tôn kính di vật là chúng ta được xem trước việc người chết phục sinh, là làm chứng đức tin rằng những xương này ngày sau sẽ sống lại vì đã được hiệp nhất với Chúa Giêsu. Theo quan điểm Công giáo, vì mối liên hệ với các thánh, chúng ta đón nhận sự chết vì chúng ta biết rằng sống là tốt mà chết còn tốt hơn nữa. Các thánh chết nhưng vẫn không quay lưng với chúng ta, vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, cầu nguyện và hiệp thông với chúng ta. Khi đã cảm nhận từ bên trong thì những việc làm đó không làm chúng ta quay lưng với Chúa Giêsu, nhưng làm chúng ta tin tưởng Chúa nhiều hơn, nhiều vô kể. Như Thánh Phaolô nói rằng, cũng không biết sống tốt hơn hay là chết tốt hơn, vừa muốn về với Chúa lại vừa muốn phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao và khi trở lại sẽ tiếp tục nghe về câu chuyện. Nghìn năm xa trước khi con chưa hỏi thầy, vì yêu nên Chúa khắc tên con vào tay Chúa. Từng giây phút đời con hồng ân Chúa đầy dư, tình Chúa ân cần siêu đưa, từng bước đông đầy hồng ân. Con xin dâng lời ngợi khen nhiệm tình tình yêu Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.